Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại đây mình đang đứng ở tại thôn Quán Trạch, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Và đứng tại nhà của chú Nhiệm. Thì hôm nay anh em đi chơi thì chú có qua bảo là vào đăng hộ cái vườn sung này nên để bán. Thì thực tế đây, bạn cứ nhìn tất cả cây sung này, chú đã được rồng trên những ông trâu, rất là xanh tốt rồi. Bạn nhìn cây rất là to và chú đã rồng được vào trong trên những ông trâu này, nhìn rất xanh và đẹp. Chú đang chuẩn bị công tác chỉnh sửa tay tán cho cây sung này. Thì để trồng một cây sung ở ngoài đất đã là khó rồi, mà chú lại trồng được trên những ông trâu này mà vẫn xanh tốt, khỏe đẹp. Phải nói là kỹ thuật rất là cao. Đây, mời các bạn xem bên này chú đã chỉnh sửa gọi là tay tán vít qua ra để bắt nứa bông tay mới nhé. Những khúc khỉu uốn ngoằn nghèo trông rất là đẹp luôn. Thì sau khi tao tán xong tất cả, khi nào chỉnh sửa thấy cây đẹp thì chú sẽ tiến hành bắt quả. Thì mặt hàng này nhà chú rất là nhiều luôn. Từ trâu to đến trâu nhỏ, nhiều kích cỡ chú đều có nhá bạn nhá. Thì trên các cái khay này chú cũng dòng gốc khá là to vào, thì cũng đã tiến hành bắt quả rồi đấy. Quả đã sai và rụng đầy dâu rồi, các bạn nhìn rất là nhiều dâu nhá. Thì theo chia sẻ của chú, thực sự là bắt quả ở cây sung này không khó. Các bạn cứ sau khi tạo tay tán xong thì các bạn bỏ khô nước, vài ngày hoặc đến một tuần đấy, cho bao giờ cây sung cảm thấy nó héo đi, xong con lúc các bạn đưa nước vào thì nó sẽ ra hoa thôi. Đây, bên này của chú là cho nên các cái chum nọ này, chú cũng đang tiến hành cắt nước đấy. Cây thì thấy đang héo héo này, bạn nhìn thực tế là cây này lúc ban đầu nó rất là xanh đấy. Chú đang tiến hành hãm nước cho cây sung này. Đấy, các bạn nhìn tất cả các cái nọ này nhá, chú đang tiến hành bắt quả là đang héo héo lá đấy. Đấy. Cây này khả năng chỉ khoảng 1-2 ngày nữa là chú đưa nước vào thôi. Thì ngoài mặt hàng sung trên trâu ra, chú còn trồng một ít quất để phục vụ cho Tết năm 2022. Thì bạn nào có nhu cầu cuối năm mua quất hay là mua sung thì cứ liên hệ với chú Nhiệm.
Và theo số điện thoại mình sẽ ghi ở dưới tiêu đề nha các bạn nhé. Mời các bạn tiếp tục xem mẫu quất mới của năm 2022 nhé, của nhà vườn ở tại xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục xem những video mới nhất mình sẽ cho ra nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.